Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video nói về đó là tôi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, thật sự tôi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đó. Thì tôi nhớ đâu là tầm khoảng đâu 1-2 tuần trước đây cái kênh của tôi nó vẫn còn đâu tầm khoảng là cứ 73 người thì phải, đúng rồi 73 người đăng ký đó. Thì tôi cố gắng để mà tôi kéo là 474, kéo nó là 74, tôi cố gắng tôi kéo nó lên 74, kéo lên 74 mà tôi kéo hoài thì không được, cho nên là thôi cái tôi kiểu như là hồi đuối rồi, kéo hết nói rồi, nghỉ 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 ngơi một chút đi, rồi mới nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi chừng nào lấy đủ sức lại rồi thì kéo nữa đó. Thì cứ nghỉ, thì tôi cứ nghỉ 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 hoài đó. Thì nói chung là thật ra nói nghỉ nói chung là đuối thì cũng không có đúng lắm, bởi vì đơn giản nếu như mà tôi gán chút nữa thì cũng được, không sao đó, vẫn còn một chút sức. Nhưng mà đó, cái lý do chính đó là hết biết làm gì à? Thật luôn, hết biết để làm gì luôn rồi, thật luôn, không có còn cái gì gọi là hiện tại bây giờ nè, trong cái danh sách những cái kênh mà tôi đăng ký nè, thật sự là không có cái gì mới hết các bạn. Này là đăng đăng ký này tên nợ cho có thôi, chứ này cũng coi lần nào đâu. Đây ACC nè, ACC cũng đăng ký này kia, đó Google thôi, đăng ký cho có chứ không có coi gì hết, chứ không có xem nhiều à. Này là kênh của anh hai họ nha, anh hai họ hàng chứ không phải anh hai ruột nha mọi người đó. Thì dạo gần đây nói chung là mấy ngày gần đây á, thì đây là kênh của một bạn mình nha. Nói chung là mấy ngày gần đây á, thì nói chung là trên nói chung là mình lục lọi khắp nơi thì không có cái gì mới hết bạn, mà cho dù có cái gì mới thì nó cũng không có nổi bật lắm, thì nó cũng không có nổi bật lắm, cho nên là cũng không biết làm gì hết đó. Thì nghĩ tới 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 tới, tới tấp gì đó. Đó, thì lâu lâu thì cứ như buồn buồn chán chán mở ra kiểm tra kênh thì tự nhiên đang 73 nó giật lên 79, nó giật lên 70 77 77 xong cái giật lên 78 78 xong giật lên 7 7 cái này tăng lên 79 rồi từ 79 nha. Tôi nghĩ nè giờ 79 rồi thì giờ cố gắng thử tranh thủ xem thử có cái gì mới mới không để mà làm video để mà kéo nó lên 80 đó. Thì tôi cứ vậy thôi đó. Thì có một khoảng này rồi cái tôi cái như là như thường lệ thói quen thôi, lâu lâu cái mở ra kiểm tra kênh, mỗi lần cái từ 79 lên 80, trời má ghê vậy đó. Thì tôi cứ vậy đó, 80 rồi thì thôi kệ, không sao, đáng mừng không sao, vui 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 vui, vui mà không có gì phải gọi là buồn bã hết đó, vui mà kênh mình được nhiều đăng được được 2-3 người, một người đăng ký nữa mà đó. Thì tôi đó, thì nói chung là dạo gần đây ha cũng chẳng có gì mới hết đâu bạn, ngoại trừ cái video mới ra của ông Bình Lê đó. Ông Bình Lê mới ra video mới nhưng mà tôi muốn để lại khoảng thời gian sau kìa, bởi vì đơn giản là nếu như mà ổng vừa ra video mới đâu tầm được có ba bốn tiếng thôi mà tôi bay cho tôi reaction liền á, thì kiểu chẳng khác nào là tôi ăn chực của ổng, đúng không? Kiểu như là nói chung là thật ra là tôi bú phim video của ổng cũng để nhằm mục đích kiếm ăn thôi đó, nhưng mà mình kiếm ăn phải có chút sĩ diện. Có nghĩa là gì nè, có nghĩa là người ta đăng video á, ít nhất thì cũng gần phải gần một ngày, gần khoảng một ngày rồi lúc đó mình hãy đi 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 kiếm ăn từ người ta, bởi vì đơn giản là mình kiếm ăn trên video của người ta thì mình phải kiểu như là đừng có giành giật nhiều quá, mình kiếm ăn trên video của người ta thì mình nên thì cũng là giành giật thôi, nhưng mà giành giật vừa vừa, không được giành giật quá, bởi vì đơn giản cái đó là cái công sức của người ta, mình chỉ là cái thằng kiếm ăn trên cái cơ sở của người ta thì mình phải kiếm ăn một cách gọi là đàng hoàng, chứ không có kiểu mà mất dạy theo kiểu là nó mới ra video kìa, mới có gì ta, ổng ra video kìa được 3 phút rồi bay vô reaction liền, bú em bú em bú em bú em kiểu đó là bà. Thì cái, lúc trước thì tôi có suy nghĩ là ra video 3 phút rồi không ngồi bay vô reaction liền bú em, nhưng mà đó là sau này á là tôi coi video của ông Hưng Hải Đảo, ông nói là tôi không thích làm cái đó, làm cái đó kỹ khác nào là kiểu như là mình ăn chực của người ta. Thì tôi nghe lại thấy cũng hợp lý, cho nên là tôi quyết định tôi thay đổi lại, tôi không ăn chực, tôi không chơi kiểu kiểu lúc trước nữa đó. Thì nghỉ thời gian lâu rồi tự nhiên gánh gánh tay mở lại cái ha, từ 80 lên 86 chưa đu, tôi mới hết rồi, trời má thiệt luôn hả, trời thiệt luôn hả. Rồi cái khoảng thời gian sau nữa thì cũng vài ngày sau nó mở ra được 89 đó, rồi trên 89, rồi sau đó là thì như bạn cũng ngay trong bữa hôm nay thôi, đó là
đang 89 thì tôi cứ hy vọng là nó sẽ lên được thêm một người đăng ký nữa, từ 89 nó sẽ lên được 90 đó. Thì cái lúc mà cái điện thoại tôi hết chân pin luôn rồi đó, hết chân pin, đang sạc pin mới vừa sạc pin luôn á, nhưng mà kiểu như là tôi muốn chơi mà kiểu như chưa chán á, chưa chán á, kiểu như mở máy tính lên kiểu như là hóng chuyện này chuyện kia trên YouTube tiếp, thì giờ kiểu như kiểm cũng thói quen thôi, kiểm tra thêm lần nữa lên được 90. Wow, lên được 90 đó, lên được 90 này. Ồ 90 hả? Ờ được 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 được, sao trời, đúng là trời, đúng là công, đúng là ta, chung là có thể là mình đã được phù hộ bởi một cái ông thần cao to đen hôi nào đó, một cái ông thần đẹp trai, một cái ông thần thánh đẹp trai cao to đen hôi nào đó mà mình không biết. Nói chung là nếu như mà ông có phù hộ cho mình thì mình cảm ơn ông đó. Không, giờ mình cảm ơn bạn gì đó đăng ký kênh của mình cho mình đó. Đó thì lướt lướt YouTube hỏi cái ước vu vơ, ước gì lên được 91 ha, ước vu vơ vậy thôi, ước vu vơ thí đại đó, mở ra cái 91 thiệt. Chù, thiệt luôn. Trời má, ước vu vơ gì luôn mà cũng được 91 thiệt luôn hả? Đó, thì mình nói, hay à nha, hay à nha, đó. Thì mình kiểu như hay là mình thì mình được 91 rồi thì mình kiểu như mình tính quay video reaction kênh của reaction video của ông Binh Lê rồi. Nhưng mà mình suy nghĩ lại thôi, cho mình quay video cảm ơn thôi. Đó, thì trước khi quay video cảm ơn, mở lại coi chơi thêm lần nữa lên 92. Wow. Wow, hay 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 nha đó. Thì nói chung á, dạo gần đây á, thì theo như mình, nói chung là dạo gần đây thì mình không có thấy có gì mới hết trong văn bản đó. Nếu như mà có chuyện gì mới á thì theo mình á, đó là về chính trị với lại chuyện của xã hội, thì nó có chuyện mới, có chuyện vua, có chuyện mới hơn để cho mình, chúng ta hóng, để cho mình hóng, để mà mình kiểu như là thôi, cái là mình hóng thôi chứ mình đừng có bàn bạc sâu quá, bởi vì bàn bạc sâu quá nó sợ nó có nhiều cái không hay. Ví dụ như bạn biết cái vụ mà thiền ngang không, cái vụ mà thiền ngang bên bờ vũ trụ nó, cái vụ đó thì các bạn cứ nghĩ là ha, cái vụ đó thì đơn giản không, nhưng mà theo như mình, theo như cá nhân mình nha, theo như cá nhân mình thu thập thông tin và quan sát á, thì thấy cái chuyện này nó hơi bị phức tạp, nó hơi bị phức tạp hơn bình thường đó. Thì ban đầu mình cũng nghĩ ở cái chuyện này đơn giản thôi có gì đâu đó, nhưng mà sau khoảng một thời gian thì mình cảm thấy là ồ cái chuyện này nó phức tạp hơn mình tưởng đó. Thì cuối cùng bây giờ hay là nó lu su bu chẳng hạn, nó banh ra, nói chung là cái sự việc này bây giờ nó đẩy đi quá xa rồi, nó quá trời, nó bị đẩy đi quá trời xa, mình không thể nào tới tới nỗi mà mình nhìn vô mà mình còn thấy đuối luôn á, thiệt luôn. Mình nhìn vô mà mình không phải là người trong cuộc, mình không có liên quan gì luôn á, nhưng mà mình nhìn vào cái tình cảnh đó đó, thì mình nhìn vào những cái người mà ở đang nằm trong cái trong cuộc của cái hoàn cả, trong cái cuộc chơi, nói chung là trong cái tình huống đó đó, mình thấy đuối luôn á, thiệt luôn, mình thấy đuối giùm ta luôn á. Có nghĩa là mình không phải là người ta, mình không có liên quan gì hết á, nhưng mà mình nhìn mình còn thấy đuối nữa, huống chỉ là người ta, huống chỉ là những cái người trong cuộc đó đó. Cho nên nó là bây giờ nếu như mà có chuyện gì mới thì thật sự là một là chính trị, có chuyện gì mới để hóng thì một là chính trị, hai là xã hội đó. Nhưng mà chính trị thì nó các bạn không thể nào nhìn theo một chiều được đó. Chính trị thì mình ít nói nhiều lắm, không phải, chính trị thì mình ít nói bởi vì đơn giản là chính trị là cái vấn đề nó ta khá là nhạy cảm đó. Nói nó nhạy cảm thì cũng đúng, mà nói nó không nhạy cảm thì cũng đúng. Tức là như vậy nè, nếu như người nào đó có kiến thức cao thì đối với người ta chính trị nó chỉ là một cái gì đó gọi là bàn tán vu vơ cho vui thôi đó, bàn tán vu vơ cho vui thôi đó, người ta bàn ba bàn tán vu vơ cho vui thôi đó. Còn những cái người nào mà kiểu như là kiến thức không được cao lắm á, thì nói chung là mình không biết dùng từ nào khác, mình chỉ biết là kiến thức không được cao lắm á, thì người ta sẽ kiểu như là người ta sẽ không coi chính trị là một cái vấn đề gì đó quá là phản cảm, mà người ta sẽ coi nó là một vấn đề như là đồ chơi á, muốn thích lấy ra, muốn nói, muốn đụng đụng, muốn chạm chạm, muốn chửi 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 à đó. Thì nói chung thì mình xong hồi nãy cho mình lộn là những người nào mà kiến thức cao á, thì chính trị á, thì người ta hỏi tới hỏi hỏi người ta thì người ta vẫn sẽ nói, nhưng mà người ta sẽ nói ở mức độ là có chừng mực. Có nghĩa thí dụ như bạn hỏi được không, hỏi là như vậy nè: à, anh có suy nghĩ sao về cái vị Nguyễn A này, đây đỉnh, tao không nói, mày có lấy dao mày cài mình, tao cũng không nói nữa. Bây giờ đơn giản là tao thà, bởi vì đơn giản là tao không có ngu,
mày chơi gài tao hả? Nghĩ sao đi nói vậy ông đó? Ông đó hơi bị ghê đó. Tao đâu có ngu đâu mà tao nói ông. Đây là ông nghe được cái ông bắt tao à, tao đâu ngu đó. Ờ, thì người ta nói chung là người ta biết nói ở mức độ của chừng mực đó. Thì nói những cái người mà hiểu biết rõ về chính trị thì người ta sẽ nói về có chừng mực đó. Còn những cái người mà không hiểu biết nhiều á, kiểu như họ xả hết một loạt luôn đó, thì cái đó là nó hơi bị nguy hiểm một xíu. Nó hơi bị kiểu như là không hay, nói chung là cái đó không hay, cho nên là mình ít nói lắm. Dù mà chính trị thì chỉ lại hơn mình cũng ngu chết mẹ luôn, mình cũng không biết gì nhiều đâu. Chính trị mình cũng ngu theo bà nội luôn á, mình chỉ biết được có chút xíu như đây nè. Về phần chính trị mình biết được có nhiêu đây nè, à, cái này họ còn hơi to ở như đây nè. Chính trị thì mình biết được có như đây nè, à, à, có như đây thôi, à, có như đó thôi à. À, cho nên hình như là ha, là cũng không nên nói nhiều. Bây giờ đơn giản là ngu chết mẹ luôn, nói gì nói gì hả? Rồi xã hội á, xã hội á, cho nên á, rồi xã hội, rồi với lại chính trị á, nếu như mà bạn muốn tham gia thì bạn phải nhìn theo nhiều nhiều phía chứ không bạn, chứ không phải là bạn nhìn theo một phía đó. Rồi xã hội cũng vậy đó, xã hội là các bạn phải nhìn theo cái mức độ là 2 chiều chứ không phải là 1 chiều đó. Cho nên nó là hiện tại bây giờ là mình đang hóng một cái chuyện, hóng chuyện lắm. Mình là những cái thời gian mà không có cái gì đó gọi là mới đó, không có cái video nào gọi là mình hay reaction trên kênh đó, không có cái gì liên quan tới nội dung mà, mấy cái video mà mình hay reaction trên kênh đó thì nó không có gì mới hết. Nó không có gì mới hết thì mình đợi vậy thôi, đợi cho nó ra vậy thôi. Còn sao ta, còn những cái vấn đề, còn cái video vấn đề, còn những cái, mấy cái video mà liên quan tới vấn đề là chính trị hay xã hội á thì mình không quan tâm. Nó thật, mình thì mình nói chung là không phải là không quan tâm, nói chung là mình cũng đi hóng chuyện coi thử được có gì vui không này kia nọ đấy, có gì vui không này kia, nhưng mà mình không quay video lại, mình không quay video lại đâu mà mình đăng lên mạng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á là mình chắc chắn một điều luôn, đó là nếu như mà nên mình chắc chắn một điều luôn, ở trên kênh của mình á đảm bảo thế nào cũng có người đi gây thích đi gây chiến, thích đi gây chiến tức là sao, tức có nghĩa là thích đi công kích người này, thích đi công kích người kia. Nói chung là có thể là không có thì nếu như mà không có thì cho mình xin lỗi, nhưng mà nếu như có đó thì thật sự luôn á là lâu chính trị xã hội vô là rất là phiền luôn, thật sự luôn. Có những cái người mà kiểu như là sao ta, người ta thích đi công kích này bên kia mọi người, kiểu như là người ta kiểu như là không thích, kiểu như là họ chỉ nhìn, nói chung là họ thí dụ như không, ví dụ như hai thằng đập lộn đi, hai thằng quýnh lộn đi đúng không, thì có những cái người họ sẽ kiểu như là họ đứng về một phe, họ chống ngược lại bên phe kia đó. Còn có một người thì họ đứng bên phe này thì cho họ chống ngược lại bên phe kia đó, hai bên cái đấu đá qua nhau là hoài kiểu vậy đó. Nhưng mà ha, nhưng mà ít có người nào mà kiểu như là đứng chính giữa, đứng ở giữa nè, đứng ở giữa mà kiểu như là ha, phân tích vấn đề ha, à, tại sao nó vậy này kia nọ lắm. Ít có người nào mà kiểu như phân tích vấn đề nó ra, phân tích vấn đề kiểu vậy lắm. Nhưng mà nói chung là không có người nào kiểu như, ít có người là đứng đứng ở giữa lắm, đứng ở giữa lắm. Cho nên là thôi, cho nên là hai phần đó mình không 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 muốn đưa vào, không muốn đưa vào trong kênh mình. Bởi vì đơn giản là lại như hai trong trong kênh của mình có ông nào đó kiểu như là có mấy ông nào mà xem chùa đó, xem được cái video đó của mình ha, cái kiểu như nói là hay là đem đem rồi sau đó lấy cái video đó của mình đem đi công kích người khác hay công kích bên nào đó, lúc đó là mình bị dướng vào một cái vụ drama nào đó thì lúc đó là rất là mệt luôn mà. Thật sự luôn, bây giờ là mình ngán drama lắm luôn các bạn. Đúng không? Có thể là các bạn rất là thích drama, các bạn rất thích drama, nhưng mà riêng mình á, mình cảm thấy drama nó là một cái gì đó là cũng có phần vui vui, nhưng mà bây giờ đối với mình drama rất là quải rồi. Dường như drama gần đây nhất các bạn có thể biết đó chính là liên quan tới là Sơn Tùng. Sơn Tùng mà vụ gì mà mối tình tay ba trà xanh gì đó đúng không, thì cái đó có thể cái drama thì nói chung là rất nhiều người hóng, nhưng mà riêng mình thì mình không để tâm lắm bạn. Bây giờ đơn giản là mình mệt mỏi quá, mình quá mệt mỏi với mấy cái vụ mà drama rồi bạn, thật luôn, mình quá mệt mỏi với mấy cái vụ drama rồi. Nào là thật sự luôn á, thật sự là có những cái thời gian là mình chỉ nói chung chung thôi nha, chứ mình không không nói công kích ai hết. Đó là có một số YouTuber hiện giờ cố tình đi gây chiến, cố tình đi gây chiến với những YouTuber lớn khác, tạo ra một cái drama gì đó gọi là nói ta ba, nói chung là dựa, nói chung là gây chiến hoặc là dựa hơi xong mà phản lại gì kia nọ đó. Nói chung là ban đầu thì kiểu như là giao lưu bắt hòa này kia nọ đó đúng không, nhưng mà thời gian sau kiểu như là quay sang cái công kích ngược lại,
cái cục con quay sang cái công kích ngược lại, kiểu như là cố tình tạo ra một cái drama nào đó để mà kiểu như là hay cho mình kiểu như là dựa hơi ông lớn á, nói chung là dựa hơi ông lớn để mà kiếm là kiếm 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 khán giả, là kiếm khán giả lại cho mình á, kiểu như vậy đó. Nói chung là kiểu như là mình mệt mỏi với mấy vụ đó lắm rồi. Giờ bây giờ các bạn kêu mình đi hóng drama, đi hóng drama đi, thiệt các bạn là mình không còn tâm trạng để hóng đâu, bây giờ này quá đuối à, quá đuối luôn, thật luôn. Rồi video này thì nói chung là nói vụ này kia hơi nhiều rồi, tới tóm gọn lại là video này đó là mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đăng ký kênh mình, cảm ơn rất nhiều. Ôi trời ơi, nói chung là à giờ còn nói luôn đó là tháng tư này á, tháng tư này thì mình sẽ có một cái video nói về kỷ niệm, 3 năm làm YouTuber. Cảm ơn kỷ niệm 3 năm làm YouTuber của mình. Mình không biết phải ăn mừng cái gì đây. Nói chung là ăn mừng thì những YouTuber khác như là đi ăn cái này, đi ăn cái kia, đi ăn cái nọ, thì nói chung là cái đó thì mọi người thấy nhiều rồi. Riêng mình thì chắc mình phải biến đổi nó là chút đỉnh. Nói chung là ăn thì của mình cũng ăn, mình cũng thích, mình cũng háo ăn lắm bạn, nhưng có điều mình ăn không được nhiều thôi. Thật sự mình ăn không được nhiều, mình khoái, mình cũng khá là khoái ăn những cái món ăn vặt, nhưng mà điều mình ăn không được nhiều. Nói chung là cái bao tử mình nó nhỏ lắm, là ăn ăn không được nhiều đâu đó. Kiểu như cỡ như tô mì cay, tô mì cay, cái nồi mì cay cho ba cỡ chà bá gì đâu, không bỏ hơi nhiều nhiều thì là bỏ cỡ nhiều, nói chung cái nồi mì mì cay cỡ vậy là mình ăn vậy là mình cảm thấy no, chướng bụng quá trời no, không thể ăn nổi hơn được nữa đó. Cho nên là vụ ăn uống thì chắc là mình sẽ bỏ qua đi ha. Rồi cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn mọi người tốt lành, hẹn gặp lại bạn với video sau, bye bye.